Vào ngày 8 tháng 5, lực lượng cảnh sát chống khủng bố Indonesia cho biết đã bắn chết 3 người đàn ông được cho là những kẻ tình nghi có liên quan đến âm mưu đánh bom đại sứ quán Myanmar sau 7 giờ đấu súng ác liệt xung quanh một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố Bandung thuộc đảo Tây Java. Sau nhiều giờ đụng độ, 3 trong số 4 đối tượng tình nghi đã bị tiêu diệt. Kẻ sống sót duy nhất khoảng 25 tuổi bị bắt giữ sau đó. Cảnh sát đã thu được khoảng 3 khẩu súng cùng với 280 viên đạn trong ngôi nhà nói trên, đồng thời cho rằng những kẻ tấn công là thành viên một nhóm khủng bố đang hoạt động tại nước này. Theo giới chức cảnh sát, vụ đột kích này là một phần trong chiến dịch điều tra và bắt giữ những phần tử khủng bố âm mưu đánh bom đại sứ quán Myanmar hồi tuần trước. 2 nghi phạm đã bị bắt vào đêm ngày 2 tháng 5 ngay tại trung tâm thủ đô Jakarta trên một chiếc mô tô cùng với tang vật gồm bom và kíp nổ. Chúng được cho là đang trên đường đến đại sứ quán Myanmar để thực hiện vụ tấn công đã lên kế hoạch. Sau khi âm mưu đánh bom nói trên bị phát hiện, hàng trăm thành viên của nhóm mặt trận bảo vệ Hồi giáo IDF đã tổ chức diễu hành và kêu gọi thánh chiến tại Myanmar nhằm báo thù cho những người Hồi giáo đã chết.